kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế tiêu dùng được phát sóng vào thứ Sáu hàng tuần trên báo Người tiêu dùng tại địa chỉ www.ngườitiêudung.com.vn. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất cả trong và ngoài nước. Như thường lệ, bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Phường Trung Văn, thảm họa từ núi rác thải. Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 khai mạc với số lượng xe trưng bày kỷ lục. Tạm ngừng thi công cây xăng 69 Lạc Trung xây dựng sát nhà dân. Mới đây, báo Người tiêu dùng nhận được phản ánh của nhiều cư dân thuộc chung cư Season Avenue Mỗ Lao thuộc phường Mỗ Lao, quận Hà Đông và người dân phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm về bãi rác thải, phế thải nằm ngay phía sau tòa chung cư Season Avenue gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên, tình trạng các loại rác thải như rác sinh hoạt, phế thải làng nghề, rác thải vật liệu xây dựng được tập kết bừa bãi, chất đống cao như núi ngay phía sau tòa chung cư Season Avenue. Khu vực này thuộc địa giới hành chính phường Trung Văn. Núi rác thải ngày một lớn không chỉ gây mất cảnh quan môi trường mà còn gây ra nhiều bức xúc, khó chịu cho những người dân thường xuyên đi qua khu vực này. Đặc biệt là những người dân sinh sống gần địa điểm tập kết rác bởi họ phải chịu ảnh hưởng từ bụi, khí thải, mùi xú uế. Được biết, việc tập kết rác thải tại đây đã diễn ra trong một thời gian dài, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng, cho đến nay, chính quyền sở tại cùng với các cơ quan chức năng địa phương vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để khiến người dân vô cùng lo ngại. Trước sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi rằng trách nhiệm của chính quyền sở tại và cơ quan chức năng địa phương ở đâu và liệu có làm tròn trách nhiệm của mình khi để tồn tại bãi rác hành hạ người dân suốt nhiều năm như vậy. Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 chính thức được tổ chức từ ngày 24 tháng 10 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2018. Đây là sự kiện chuyên ngành về lĩnh vực ô tô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay bởi có sự quy tụ của 15 thương hiệu xe hơi nổi tiếng cả trong và ngoài nước cùng tham gia, hứa hẹn sẽ làm nên một kỳ triển lãm hấp dẫn nhất Việt Nam. Vừa qua, triển lãm ô tô Việt Nam 2018 chính thức khai mạc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 15 thương hiệu ô tô nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đây là nét khác biệt so với những kỳ triển lãm trước khi không chỉ là sự kiện do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam chủ trì mà còn có cả các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam cùng phối hợp tổ chức. Theo thống kê tính đến thời điểm này, Việt Nam Motor Show 2018 có gần 120 mẫu xe được trưng bày và giới thiệu. Đây là số lượng xe lớn nhất được trưng bày tại một kỳ triển lãm trong lịch sử của Việt Nam Motor Show từ trước đến nay. Đây được coi là kết quả rõ nét nhất của việc hợp nhất hai triển lãm ô tô lớn nhất tại Việt Nam vào làm một. Thưa quý vị, sau khi thông tin Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy có chủ trương xây dựng cây xăng dầu tại lô đất số 69 Lạc Trung với chủ đầu tư xây dựng là công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thành, thì người dân tại ngõ 77 phố Lạc Trung cảm thấy vô cùng lo lắng về vấn đề an toàn cháy nổ cũng như ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước khi cây xăng được xây dựng ngay sát cạnh nhà mình. Từ tháng 6 năm 2018, người dân tại ngõ 77 phố Lạc Trung đã làm đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phản ánh việc xây dựng cây xăng giữa khu dân cư ngay sát xung quanh là nhà của hộ dân, đặc biệt có nhà chỉ cách cây xăng này khoảng 1 mét. Trong khi người dân chưa nhận được phản hồi từ phía Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy, thì chủ lô đất tại số 69 Lạc Trung ngang nhiên tiếp tục việc xây dựng, thậm chí bồn chứa xăng được đặt sát tường nhà của 7 hộ dân. Trước đó, chủ đầu tư không treo biển bảng công trình, biển cảnh báo và việc chôn những bồn chứa xăng đã hoàn thiện. Việc này khiến người dân rất lo lắng, bất an bởi việc xây dựng công trình sát khu dân cư như vậy gây nguy cơ hỏa hoạn, cháy nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đằng sau người ta chụp ảnh 5 cái tét xăng, tất cả khu phố này đều phản ứng. Đất người ta xây nhà, xây cửa làm việc của ta. Vâng. Nhưng cái xăng đấy thì nó ảnh hưởng. Sau nhiều lần làm đơn kiến nghị phản đối xây dựng cây xăng số 69 Lạc Trung, sáng ngày 17 tháng 10 năm 2018, tại Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã diễn ra cuộc đối thoại giữa các hộ dân với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thành. Trong buổi đối thoại có sự tham gia của chính quyền quận Hai Bà Trưng và phường Vĩnh Tuy cùng một số cơ quan ban ngành liên quan. Trước đó, phía Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cũng đã chấp thuận phê duyệt cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thành xây dựng dự án này.
Trong đó, có văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 27 tháng 7 năm 2018, thời hạn cấp phép 50 năm kể từ ngày công bố cấp phép. Dự án đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc chấp thuận và đã có văn bản lần 2 về giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy, mới đây nhất là cấp ngày 8 tháng 8 năm 2018. Tuy nhiên, khi cán bộ công an quận Hai Bà Trưng xuống kiểm tra, thì chủ đầu tư chưa xuất trình được bản vẽ thiết kế được thẩm duyệt và chỉ có văn bản chấp nhận địa điểm. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Lợi, cán bộ địa chính và xây dựng cho biết, trạm xăng có hồ sơ pháp lý đầy đủ, giấy phép của quận cấp. Hiện Ủy ban Nhân dân phường đang đình chỉ thi công cây xăng này để chờ quận Hai Bà Trưng trả lời phản ánh về lo ngại của người dân liên quan đến cây xăng số 69 Lạc Trung. Hiện, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy đã ra thông báo tạm dừng thi công và yêu cầu cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc xây dựng cây xăng này, chờ báo cáo lên Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để lấy ý kiến về việc xây dựng cây xăng trên địa bàn. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại số 69 Lạc Trung, nơi mà đang được rất nhiều người dân phản đối về việc cây xăng xây dựng ngay sát nhà dân. Ngay phía bên tay trái tôi đây là cây xăng đang được xây dựng, còn ngay sát phía bên tay phải tôi đây là nơi các hộ dân đang sinh sống, chỉ vòn vẹn bằng một lối đi nhỏ. Liệu việc cây xăng xây dựng ngay sát nhà dân có đảm bảo được tính mạng cũng như là an toàn của những hộ dân sinh sống quanh đây? Người dân đã ra câu hỏi, không biết phía chính quyền, ban ngành đoàn thể, cơ quan chức năng có xuống nghiên cứu mảnh đất đặt cây xăng nó gần dân như thế nào và giao thông đi lại ra sao khi mà cấp phép để cho công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Thành xây dựng. Người dân cũng đề nghị các cấp cần nghiên cứu về việc có nên đặt cây xăng tại đây hay không. Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng cấp phép xây dựng cây xăng ngay sát nhà dân, liệu có đảm bảo an toàn cho người dân khi vị trí đặt cây xăng này cách nơi các hộ dân sinh sống chỉ vài mét? Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin kinh tế tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Ban Kinh tế Tiêu dùng, Báo Người Tiêu dùng, địa chỉ số 214 ngõ 22 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội hoặc hotline 093 55 55538. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.